Hôm nay thầy giáo thạc sĩ Lê Văn Quang giảng dạy trường đại học lâu năm có nhiều kinh nghiệm, xin giới thiệu với các thí sinh có nguyện vọng dự tuyển viên chức như là viên chức giáo viên, viên chức ngành y và các loại viên chức khác, cái phương pháp học trên phần mềm hình thức trắc nghiệm .com để chúng ta ôn thi môn kiến thức chung, môn tiếng Anh, môn tin học văn phòng theo hình thức trắc nghiệm. Hôm nay thầy sẽ giới thiệu cái phần luật viên chức và các luật khác, thì cái phương pháp học nó cũng tương tự. Thì các thầy đã hỗ trợ cho học viên ôn thi môn kiến thức chung, môn tin học văn phòng, môn tiếng Anh theo hình thức trắc nghiệm lên trên phần mềm, là các thầy giảng dạy ở trường đại học lâu năm có kinh nghiệm đã biên tập hệ thống câu hỏi đưa lên phần mềm hình thức trắc nghiệm .com, có rất nhiều dạng câu hỏi, vừa có lý thuyết, vừa có câu hỏi trắc nghiệm cho từng phần, vừa có các phần để chúng ta thi thử để xem coi mình được bao nhiêu điểm để nỗ lực cố gắng. Thì thầy cũng khuyên rằng là đối với thí sinh mà có nguyện vọng dự thi thì nên ôn tập mà trước kỳ thi diễn ra tầm 3 tháng. Thế còn giáp kỳ thi diễn ra chúng ta ôn tập thì lúc đó là phải ôn gì? Ôn tắt, phải chọn lựa những phần trọng tâm, những câu hỏi trắc nghiệm trọng tâm để chúng ta học, thì để kỳ vọng được trên 50% điểm trở lên để qua vòng 1 thì chúng ta có cơ hội thi vào vòng 2. Thì làm thế nào để có được đăng nhập được vào phần mềm này? Thì chúng ta gọi điện cho thạc sĩ Lê Văn Quang theo số điện thoại 0943078123 đang hiển thị trên màn hình, hoặc là 0912595654 sẽ được cấp cái ký danh và cái mật khẩu đăng nhập vào phần mềm để ôn luyện. Thế thì ví dụ như những cái câu hỏi về định lượng thì thường là đại đa số là học viên sẽ làm được. Còn những loại câu hỏi mà chúng ta kết hợp về nội dung ở các điều để tạo thành một câu hỏi trắc nghiệm, thì cái loại câu hỏi này các thầy giáo đánh giá là các ứng viên để phân loại đậu trượt. Đấy, thế ví dụ như chúng ta đã làm được là 25 câu rồi, hay 26, hay 7 câu, hay 8, hay 9 chẳng hạn, chúng ta sẽ gặp phải cái câu mà để chúng ta đạt ngưỡng 50 điểm trở lên, 50% trở lên, thì đó là cái loại câu phân biệt tính đậu trượt. Thế thì làm nào để chúng ta làm được những loại câu hỏi này? Câu hỏi này yêu cầu chúng ta phải đọc nhiều điều ở trong luật và phải hiểu nội dung của luật. Đồng thời chúng ta phải có phương pháp suy luận để chúng ta loại trừ, chúng ta tìm ra đáp án đúng. Thí dụ như chúng ta đọc này, theo luật viên chức 2010, nội dung ở phương án nào sau đây là sai? Thế thì cho 4 phương án A, B, C, D mà nội dung câu hỏi chúng ta để ý là câu có chữ sai. Như vậy sẽ về mặt suy luận chúng ta phải có 3 phương án là có nội dung đúng, có 1 phương án là nội dung sai. Đấy, như vậy là cách thứ nhất chúng ta tìm ra được 3 phương án có nội dung đúng. Thì chúng ta loại trừ 3 cái phương án đó ra thì sẽ còn 1 phương án là nội dung sai. Thì cái đó chính là đáp án của câu hỏi số 1. Thế thì cách thứ hai là chúng ta mà đoán ra được ngay là cái câu hỏi đó là sai thì là nhanh nhất. Nhưng mà bằng cái cách đó thì nó hơi lâu. Thì chúng ta chịu khó là nắm được câu hỏi đáp án đúng để chúng ta loại trừ tìm ra được phương án trả lời của câu hỏi. Thế thì ví dụ như phương án A này, chúng ta đọc này: một trong những nguyên tắc quản lý viên chức là đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và thống nhất quản lý của nhà nước. Thì các thầy trích nguyên văn khoản 1 điều 6. Trích nguyên văn khoản 1 điều 6 thì cái nội dung này của phương án A là đúng. Đây, thì đây là chúng ta xem luật này, luật viên chức này. Chương 1 quy định chung này. Điều 6 này nó có rất nhiều khoản gọi là các nguyên tắc đây, nhưng mà chúng ta trích cho một điều thì các thầy viết là một trong những nguyên tắc quản lý viên chức là đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và sự thống nhất quản lý nhà nước, trích nguyên văn. Đã, chúng ta trích nguyên văn vào đây. Thì phương án A chính là khoản 1 điều 6 là trích nguyên văn, nó phải là nội dung đúng. Phương án B, đảm bảo cấp trang bị, thiết bị và các điều kiện làm việc. Thì các thầy thêm vào một cái từ cấp của khoản 3 điều 11. Thêm vào hoặc bớt đi thì nó trở thành nội dung không đúng nữa, tức là quả nội dung sai. Đấy, đây, điều 11 này, được đảm bảo trang bị, thiết bị và các điều kiện làm việc. Như vậy nó không có chữ cấp ở nơi trong cái khoản 3 điều 11, các thầy thêm vào đây một từ cấp.
Thế thì được đảm bảo cấp, đấy, đấy, thì cái nội dung viết trong phương án B chính là cái nội dung đã sửa thêm từ vào khoản 3 điều 11 thì nó trở thành nội dung sai. Nhưng mà nó lại là đáp án đúng của câu hỏi số 1. Đó, là người ta hỏi nội dung nào, sau đây là nội dung sai. Như vậy câu hỏi số 1 phương án B là đáp án trả lời của câu hỏi số 1. Thế còn phương án C có nếp sống lành mạnh, trung thực, cần kiệm, liêm chính, chí công vô tư. Nó chính là trích nguyên văn từ khoản 2 điều 16. Đây, trích nguyên văn từ khoản 2 điều 16. Đấy, chúng ta thấy đây, khoản 2 điều 16 này. Có nếp sống lành mạnh, trung thực, cần kiệm, liêm chính, chí công vô tư, trích nguyên văn. Cho nên phương án C chính là có nội dung trích nguyên văn nên nó trở thành nội dung đúng. Phương án D, phối hợp tốt với đồng nghiệp trong thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ. Các thầy trích nguyên văn khoản 2 điều 17 nên nó trở thành nội dung đúng. Đấy, nó trở thành nội dung khoản 2 điều 17. Đấy, chúng ta thấy đây là khoản 2 điều 17 đây. Phối hợp tốt với đồng nghiệp trong thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ. Đấy, nhưng trích nguyên văn rồi. Cho nên phương án D là có nội dung đúng. Phương án C là có nội dung đúng. Phương án A là có nội dung đúng vì trích nguyên văn mà. Thế thì phương án B là có nội dung sai. Như vậy chính phương án B, ta loại trừ A, C, D. Còn B chính là nội dung trả lời của câu hỏi số 1. Đấy, cái cách học là như thế. Đây là cái câu mà nó quyết định cái việc đậu trượt. Cho những học viên nghiên cứu kỹ, cái câu 2 chúng ta hỏi ngược lại, ở trên là hỏi sai thì đây là hỏi đúng. Thì nội dung có phương án nào sau phương án nào sau đây? Phương án nào đấy, sau đây? Đấy, thầy viết là phương án nào sau đây là đúng. Thế thì chúng ta lại cũng suy luận. Như vậy thì sẽ có 3 cái phương án là có nội dung sai, thì có 1 phương án là nội dung đúng. Đấy, chúng ta suy. Thì chúng ta tìm ra được gì? Được một phương án trả lời. Thế thì phương án A là một trong những nguyên tắc tuyển dụng là đảm bảo tuyển đúng chỉ tiêu, tuyển đủ chỉ tiêu. Các thầy viết như thế. Thì cái này chúng ta, thầy giáo đã sửa lại ở cụm từ gì? Tại khoản 2 điều 21. Đây, khoản 2 điều 21. Khoản 2 điều 21 viết là gì? Là nguyên tắc tuyển dụng phải đảm bảo tính cạnh tranh. Đấy, đảm bảo tính cạnh tranh. Nhưng các thầy sửa lại là cái không dùng từ cạnh tranh nữa. Đấy, các thầy không dùng cái từ cạnh tranh. Mà các thầy dùng là đảm bảo tuyển đủ chỉ tiêu. Đấy, thì như thế cái nội dung này là nó không đúng tại khoản 2 điều 21. Thì đây chính là một cái nội dung sai. Thế phương án B là tu dưỡng rèn luyện đạo đức. Các thầy, phương án tại khoản 5 điều 16 viết là tu dưỡng rèn luyện đạo đức nghề nghiệp, thực hiện quy tắc ứng xử của viên chức. Nhưng ở đây các thầy bỏ đi cái từ nghề nghiệp. Thì các thầy chỉ viết là tu dưỡng rèn luyện đạo đức, thực hiện quy tắc ứng xử của viên chức. Đấy, thì cái tại cái khoản 5 điều 16 nó thiếu đi cái từ đạo đức nghề nghiệp. Cho nên nó trở thành cái nội dung sai. Đấy, A là có nội dung sai, B có nội dung sai. Thế còn D là được góp vốn nhưng không tham gia quản lý điều hành công ty trách nhiệm hữu hạn. Thì được viết tại khoản 3 điều 14, nhưng các thầy bỏ đi cái từ nhưng không. Đấy, thì nó trở thành nội dung là được góp vốn, tham gia quản lý điều hành công ty trách nhiệm hữu hạn. Thì nó lại trở thành một cái nội dung sai. Mà nó trở thành nội dung sai, thì như vậy là A, B, C là nội dung sai. Thì chúng ta suy ra C chính là nội dung đúng. Đấy, như vậy phương án C là phương án mà trả lời của câu 2. Thế còn những học viên mà học tốt thì nhận ra được C ngay thì chúng ta không cần phải loại trừ. Đấy, thì nếu đối với loại câu hỏi như vậy thì làm thế nào để ôn tập được tốt, thì cái loại câu hỏi mang tính chất phân loại, tính đậu trượt, thì có những học viên làm được 29 câu rồi mà chưa được 50%, mà gặp phải cái câu như thế này không làm được nữa, thì như vậy là sẽ trượt cái kỳ thi vòng 1. Chúng ta rất làm tiếc là vì chúng ta không qua được cái câu hỏi mang tính chất đậu trượt. Thế thì các thầy nêu lên cái phương pháp học, cái môn kiến thức chung theo hình thức trắc nghiệm để học viên biết cách học, và các luật khác, các thông tư khác, các nghị định nó cũng có những cái loại câu mà phối hợp giữa các điều với nhau để đưa ra một câu hỏi.
Đấy, thế thì các em chú ý. Thì bây giờ làm thế nào để học được tốt? Thì trên phần mềm hình thức trắc nghiệm .com, các em vào mạng các em gõ hình thức trắc nghiệm .com, tên không có dấu viết liền nhau, sau trên góc phải trên cùng màn hình chúng ta chọn đăng nhập, sau chúng ta nhập ký danh và cái mật khẩu. Ký danh và mật khẩu sẽ được cấp qua tin nhắn. Thế thì trong phòng thi gọi là số báo danh, và mật khẩu để phân biệt chữ hoa chữ thường. Thì trong kỳ thi chính thức diễn ra, thi thực hành trên máy, chúng ta cũng phải đăng nhập vào phần mềm, khởi động phần mềm, sau đó chúng ta nhập số báo danh và nhập mật khẩu được cấp. Thì chúng ta đăng nhập vào phần mềm để chúng ta làm bài kiểm tra chính thức. Ở đây chúng ta ôn luyện, ví dụ như là môn kiến thức chung dùng cho ngành y, kiến thức chung dùng cho giáo viên tiểu học, giáo viên mầm non, giáo viên trung học cơ sở và giáo viên trung học phổ thông. Đấy, thế thì chúng ta vào đây, chúng ta ôn luyện cái hệ thống các câu hỏi, rồi chúng ta ôn đây, ví dụ như đây là luật viên chức này. Đấy, chúng ta đọc cái luật viên chức. Thế sau đó là gì? Chúng ta tìm câu hỏi trắc nghiệm cho luật viên chức để chúng ta học. Đấy, chúng ta tìm ở dưới này. Thì trong phần đây là có là đây câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung cho phần luật viên chức. Đấy, chúng ta chọn câu hỏi này chúng ta học, chúng ta bắt đầu thực hiện làm bài, học bài. Thì đây có A, B, C để chúng ta chọn, chúng ta hết giờ chúng ta không làm được. Thì chúng ta muốn đọc bài sớm chúng ta chọn finish. Đấy, chọn finish ở góc bên tay trái màn hình. Sau đó chúng ta chọn nộp bài và kết thúc. Nộp bài kết thúc. Thì những câu hỏi chúng ta trả lời đúng nó sẽ có màu xanh, những câu hỏi chúng ta trả lời sai nó sẽ có màu đỏ. Đấy, và đáp án đúng của câu hỏi nó sẽ có màu vàng. Và chúng ta đạt bao nhiêu điểm chúng ta sẽ biết được ở trên cùng màn hình này. Đấy. Đấy, chúng ta tìm này. Đấy, chúng ta di chuyển xuống dưới này. Đấy, chúng ta tiếp theo này, cái chữ tiếp theo chúng ta tìm này. Đấy, thế thì chúng ta những cái câu hỏi chúng ta trả lời đúng nó sẽ có màu xanh, những đáp án của câu hỏi nó có màu vàng. Cứ thế chúng ta học, chúng ta chú ý các phương án gây nhiễu. Đấy, chúng ta cũng phải đọc để chúng ta hiểu được cái cách gây nhiễu như vừa nãy thầy giáo đã phân tích. Đấy, để chúng ta có thể làm bài tốt. Thì với thời gian 60 câu 60 phút để đủ thời gian để chúng ta đọc kỹ lý thuyết và đọc kỹ các cái phương án trả lời để chúng ta lựa chọn ra đáp án đúng. Thế thì học viên có nhu cầu hãy liên lạc với thầy giáo thạc sĩ Lê Văn Quang theo số điện thoại trên màn hình là 0943078123, hoặc là 0912595654 sẽ được cấp cái ký danh và cái mật khẩu để đăng nhập vào phần mềm chúng ta ôn luyện môn kiến thức chung và môn tin học văn phòng và môn tiếng Anh theo hình thức trắc nghiệm. Thì thầy giáo chúc các thí sinh ôn tập được tốt để có cơ hội thi vào vòng 2. Thì xin chân thành cảm ơn các em đã ủng hộ cái kênh e-learning của thầy giáo.